Đây là cách để vệ sinh sàn ở ngoài vỉa hè khu đô thị Vinhome Ocean Park. Đấy, thì sau khi dùng các cái bay bàn đẩy đẩy bớt các cái vữa mà nó bám cục to ở trên sàn thì mình sẽ đổ axit lên. Đấy. Bốc khói luôn này. Cái chất rửa gạch ấy bốc khói luôn này. Và các bạn thấy là sau khi di chổi đến đâu thì gần như nó đã được sạch cái lớp bề mặt đến đấy. Đấy, nó sủi lên và nó sẽ bong cái phần xi măng thôi. Để trả lại cái vỉa hè sạch đẹp như mới sau khi thi công. Và cuối cùng là với những cái vết xi măng cứng đầu còn lại thì mình sẽ cho máy chà vào để chà cái phần xi măng bám ở trên đây đi.